Diễn Châu, Nghệ An, vùng đất địa linh hơn nghìn năm lịch sử kiêu hùng, tâm điểm phồn hoa xưa và nay, một kiệt tác của thiên nhiên với biển xanh cát trắng, những dãy núi trùng điệp cùng dòng sông bùn thơ mộng. Và vùng đất ấy đang chào đón một thắng cảnh mới, một không gian sống tinh hoa dành cho cộng đồng cư dân thành đạt. Khu đô thị Hoàng Sơn tọa lạc tại vị trí trung tâm kinh tế chính trị của Diễn Châu, khu đô thị Hoàng Sơn được ví như mảnh đất vàng vượng khí khi hội tụ của 6G, gần trung tâm, gần sông biển, gần đường giao thông, gần địa danh du lịch, gần các điểm giáo dục, gần cơ quan hành chính và quan trọng hơn cả, nơi đây tương lai sẽ là tọa độ vàng của Diễn Châu, chốn phồn hoa, điểm dừng chân không chỉ cho người dân địa phương mà còn là những lữ khách từ muôn nơi. Đặc biệt, dự án còn sở hữu mặt tiền giáp đường quốc lộ 7, nằm trong quy hoạch dự án cao tốc Thanh Hóa - Hà Tĩnh và gần đường giao thông huyết mạch quốc lộ 1A, giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến các khu vực lân cận như thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh, thành phố Thanh Hóa và các điểm du lịch tại Diễn Châu như biển Diễn Thành, chùa Cổ Am, Lèn Hai Vai, đền Cuông, sân góp Mường Thanh. Khu đô thị Hoàng Sơn là tâm huyết của chủ đầu tư, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàng Sơn, một doanh nghiệp phát triển và trưởng thành từ mảnh đất Diễn Châu với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, với mong muốn tạo nên một khu đô thị hội tụ tinh hoa thế giới, kết hợp hoài hòa giữa cổ điển và hiện đại, tiếp nối thịnh vượng của vùng đất hơn nghìn năm lịch sử Diễn Châu. Được quy hoạch bài bản trên tổng diện tích đất hơn 11,5 hectare với hai tiểu khu cao cấp, tiểu khu Sa La, chốn an lành cho cuộc sống an nhiên và sức khỏe. Tiểu khu Thạch Niên Tùng, chốn phồn hoa và sống uất bậc nhất với cảnh đẹp được ví như chân bảo. Khu đô thị Hoàng Sơn sở hữu đa dạng loại hình sản phẩm như shop house, liên kề và biệt thự để đáp ứng mọi nhu cầu an cư hay đầu tư kinh doanh của gia chủ. Dự án được xây dựng để trở thành một thành phố thương mại và giải trí thu nhỏ với hệ thống cảnh quan độc đáo như Vườn Thượng Uyển, nơi ta sẽ phải choáng ngợp trước hòn non bộ, hồ cá coi độc nhất vô nhị, vườn hoa bốn mùa khoe sắc và đồi thời gian xanh mát, hay lắng đọng cảm xúc trong những giá trị lịch sử với vườn ban đỏ, bao gồm 6 công viên được lấy cảm hứng từ tiên sơn lục cảnh của Diễn Châu, cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp All-in-One như trung tâm thương mại Diễn Châu Centerpoint, khu phức hợp thể thao Hoàng Sơn, trường học, bể bơi, nhà hàng. Tất cả mang đến một chốn an cư lý tưởng cho cộng đồng cư dân thành đạt và một biểu tượng phồn thịnh mới cho Diễn Châu nói riêng và Nghệ An nói chung. Dù là chốn phồn hoa của tiểu khu Thạch Niên Tùng hay nơi sống hưởng của tiểu khu Sa La, thì khu đô thị Hoàng Sơn cũng giống như một thành phố thu nhỏ, nơi tập trung của những con người hội tụ đủ phú, quý, thọ, khang, ninh. Mảnh đất tinh hoa trong lòng Phủ Diễn. Khu đô thị Hoàng Sơn sống trọn vẹn trong miền tinh hoa.